nha, CEO. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi chữa phần ịch kỳ topic 1 kỳ thi số 36. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ bắt đầu trả lời từ câu số 31 đến câu số 70. Và chúng ta xem nào, từ câu 31 đến câu số 33 yêu cầu của đề thi là gì ạ? Mua xe thế hắn, dế kìm gì các? Ở dưới đây nói về câu chuyện gì đúng không? Nói về nội dung gì? 보기와 같이 알 맞춘 것을 구십시오. Chúng ta hãy lựa chọn những cái câu ra al matin, những cái câu đúng giống như là ví dụ. Chào đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau xem ví dụ nào. 보기. 보기 nhá. 포도는 먹었습니다. À, chúng ta có 포도 là gì ạ? 포도 là nho đúng không? Đã ăn nho và sao? 포도가 맛있었습니다. À, chê thì quá khứ và nho thì rất là ngon. Vậy thì nói về nội dung gì ạ? Đúng rồi, nho ngon. Ăn rồi. Nói về hoa quả đúng không? Đáp án của chúng ta sẽ là 과일, hoa quả. 시간 thì sao nhỉ? 시간 thì không đúng rồi. 시간 là về thời gian, không nhắc gì đến ngày, tháng, năm hay thời gian cả. 공부, học hành, không phải. 날짜, à, không có gì liên quan đến 날짜 luôn đúng không ạ? Ngày tháng luôn ạ. Rồi, vậy thì hoàn toàn tương tự như vậy. Chúng ta sẽ xem bắt đầu từ câu số 31 các bạn nhé. Những cái câu đầu này đều là những câu khá là dễ đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau chữa nhanh các bạn nhé. 오빠가 있습니다. 오빠 là gì ạ? 오빠 là anh đúng không? Người con gái gọi người con trai bằng anh thì chúng ta sẽ dùng cái từ 오빠. 오빠가 있습니다. À, có anh và 언니도 있습니다. Và có cả chị nữa. Tôi có cả anh và có cả chị. Rồi, nói về chủ đề gì ạ? À, đương nhiên anh chị, 형제 hoặc là gì ạ? Là 가족, gia đình đúng không? Các bạn lướt nhanh dưới đây từ nào là gia đình ạ? Đúng rồi, nó sẽ phải là từ 가족 nhá. Các bạn lưu ý đọc là gì ạ? 가족, 가족, gia đình. 이름 là gì ạ? 이름 là tên rồi. 생일, sinh nhật và 친구, 친구 là bạn bè đúng không? Rồi, tiếp theo câu 32 ạ. 저는 회사원입니다. 저는 회사원입니다. À, tôi là nhân viên công ty và 자동차 회사에 다닙니다. Và chúng ta có cụm từ là một cái địa điểm gì đó cộng với cả 에 cộng với cả 다니다 có nghĩa là gì ạ? Đi đi lại lại và tôi đi làm ở công ty 자동차 là gì ạ? Công ty xe ô tô. Đó, nhớ. Các bạn lưu ý nè. Rồi, vậy thì bên trên, hai câu bên trên chúng ta đọc rồi và chúng ta thấy nói về chủ đề gì ạ? Có phải là 취미 không ạ? Có phải là sở thích không ạ? Tôi thích cái này, tôi thích cái kia. Tôi thích ô tô thì tôi thích các hoạt động thể thao. Đó thì nói về 취미, 장소, địa điểm hay là 주말, cuối tuần. Không, nói về gì ạ? Nói về nghề nghiệp, đúng rồi. Khi mà chúng ta nhìn vào từ gì ạ? 회사원, 회사원 và từ 회사에 다닙니다 thì đương nhiên nói về tích cóp rồi đúng không ạ? Nghề nghiệp nhá. Khi mà các bạn đã bắt đầu chuyển sang cái việc là luyện đề thi topic 1 ạ, thì có nghĩa là gì ạ? Chúng ta đã học xong phần sơ cấp rồi và chúng ta cũng đã có những cái kiến thức cơ bản liên quan đến những phần sơ cấp. Nên là khi mà đọc thì các bạn, có một vài bạn sẽ bảo là gì? Ồ, tại sao đọc nhanh thế? Nhưng mà không, ở những cái tầm này là các bạn đã phải nghe thấy, nghe được cái nhịp điệu tiếng Hàn như vậy rồi nhá. Lưu ý nhá. Rồi, câu 33 nào. 한국에는, ở 한국에 chúng ta đọc gì ạ? Nối âm vào đúng không? Thành là 한국에. 한국에는 봄, 여름, 가을, 겨울이 있습니다. 라고 하지요. 겨울이 nhá. Có gì ạ? Có mùa, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông. 지금은 가을입니다. Và bây giờ đang là mùa thu. 지금 bây giờ. Nói về chắc chắn là nói gì? Xuân, hạ, thu, đông. Đương nhiên nói về các mùa rồi đúng không ạ? Các mùa dưới đây từ nào? Từ mùa ạ? Đúng rồi, chính là từ 계절, được chưa? 계절 nhá, 계절. 나라 là gì ạ? 나라 là quốc gia. 시장, 시장 là chợ và 휴일, ngày nghỉ. Rồi, tiếp tục từ câu số 34 đến câu số 39 ạ. 보기와 같이 점점점에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Chúng ta hãy lựa chọn cái câu đúng nhất để mà điền vào cái chỗ trống dưới đây. Rồi, giống như là ví dụ. Các bạn sẽ xem ví dụ nào. 머리가 점점점 그래서 약을 먹습니다. Để mà điền được câu trước thì chúng ta phải xem là gì ạ? Câu sau nó là cái thế như nào? Nó có cái nội dung ra sao? 그래서 vì vậy là đã uống thuốc. Đương nhiên là sao? Tại sao phải uống thuốc nhỉ? Tại vì đau, đau đầu thì mới phải uống thuốc. Thế thì đáp án sẽ là câu số 2. Đúng rồi, 아픕니다. Các bạn có từ 아프다. Lưu ý đọc là gì? 아프다 nhá. 아프, âm gió đúng không? Đau đầu. 아프다, đau. 좋습니다, thích. Hay là gì? Tốt, đầu tốt. Đầu tôi không bị làm sao. Vì vậy tôi uống thuốc. Đương nhiên nó hoàn toàn không hợp logic đúng không? 좋습니다, nóng. Nóng cái gì? Nóng bị chườm đá chứ, đúng không?
짧습니다. Ngắn. Đó, câu phù hợp nhất nó phải là câu số số 2. 아픕니다. 아파요. Dạ. Rồi câu số 34 nào. 서점에 갑니다. À, các bạn lưu ý là gì ạ? 갑니다 nhá. Am, 갑니다. 서점에 갑니다. À, 갑니다. Tôi đi đến 서점 là gì ạ? Hiệu sách. Chấm chấm chấm. Ừ, 삽니다. Đương nhiên đến đấy thì sẽ phải mua sách rồi. Rất là dễ. Sách là gì các bạn? 100% đều biết cái từ sách là gì ạ? Check đúng không? Check을 삽니다. 서점에 갑니다. Check을 삽니다. 물 là gì ạ? 물 là nước. 옷, áo và 빵, bánh mì. 자, 35번. Câu số 35 ạ. 한국어가 어렵습니다. Các bạn đều biết là 한국어 là gì ạ? 한국어 là tiếng Hàn rồi và ở đây nó sẽ là chủ ngữ. 한국어가 어렵습니다. 어려워요. 어렵습니다. 어렵다 là gì ạ? Là khó. Tiếng Hàn thì khó này. 친구 점점점 물어봅니다. Hỏi chúng ta có cụm từ 묻다 chuyển thành là gì ạ? 물어봅니다. Cái ngữ pháp là gì? Ao bồ tà thử gì ạ? Tôi thử hỏi bạn đó. Hỏi ai đó, hỏi người nào đó thì chúng ta dùng cái tiểu từ gì ạ? Đúng rồi, 35 sẽ là 에게 hoặc là 친구에게 친구한테 hỏi ai đấy đúng không? Chúng ta có từ 에게 vừa dùng được trong văn nói, vừa dùng được trong văn viết. 한테 là gì ạ? 한테 cũng là hỏi ai và thường dùng trong văn nói. Và 게 là gì ạ? Hỏi nhưng mà hỏi kính ngữ, ví dụ là gì? 부모님께 hỏi bố mẹ. Đó. Thì số 35 đáp án của chúng ta sẽ là câu số 3 các bạn nhé. 36 nào. 학교가 점점점 그래서 걸어서 갑니다. Vì vậy nên là đã đi bộ đến. Hỏi thì đương nhiên là trường, chắc chắn là trường sẽ gần nên là mới đi bộ đúng không ạ? Đều là những cái từ vựng mà các bạn đã biết rồi. Gần, gần là từ nào ạ? Đúng rồi. 가깝습니다. 가까워요. 가깝다. 가깝다. Nhá, 가깝다 là gần. Xa là từ gì ạ? Đúng rồi, xa là 멀다. Nhá, 멀다. 작습니다 là gì ạ? Bé. 많습니다. Nhiều và 깨끗합니다. Các bạn lưu ý đọc là gì ạ? 깨끗합니다. Nhá, sạch sẽ. Rồi, 37 nào. 영화가 끝났습니다. À, bộ phim đã kết thúc rồi. 극장에서 à, cái gì đó, rạp chiếu phim này. 점점점 삽니다 là gì ạ? 살다 là sống. 씁니다. À, 씁만 nghĩa là gì ạ? 쓰다. Viết này, đội này, sử dụng này. Hay là 지냅니다. À, 지냅니다 trải qua, à, đi qua. Hay là 나갑니다. Ờ, à, đúng rồi, phim thì hết rồi thì đương nhiên là sẽ đi ra khỏi rạp chiếu phim đúng không ạ? 극장에서 나갑니다. 극장에서 나갑니다. 자, 잘했습니다. Ok, tiếp theo câu số 38 ạ. 38, 바다 여행이 재미있었습니다. Chúng ta có cụm từ là 재미있었습니다. Chia thì quá khứ đúng không ạ? Ờ, đi du lịch ở biển rất là thú vị. 다음에 점점점 갈 겁니다. Ngữ pháp ở tương lai sẽ. Ờ, sau đó thì sẽ gì ạ? Ờ, đã rất là thú vị nên là sau này tôi sẽ đi lại đúng không? Tôi muốn đi thêm một lần nữa. Sau này có cơ hội thì tôi vẫn đi. 다음에 là sau này. 다음에 다시 갈 겁니다. Đúng rồi, sau này tôi sẽ đi nữa. 서로 là gì ạ? Lẫn nhau, hiểu lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau thì chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Ở 서로 도와주다 thì chúng ta mới sử dụng cái từ 서로 nhé. 아주 là rất này, rất đẹp, rất thú vị. 아주 재미있었습니다. 제일 là đẹp, 제일 예뻐요, đẹp nhất chả? Đó. 39 ạ. 눈이 옵니다. 눈이 내립니다. Hoặc là 눈이 옵니다 là gì ạ? Là tuyết rơi. 그리고 và gì ạ? 바람도 và gió thì sao? Gió thổi. Đương nhiên là khi các bạn học về cái tiếng Hàn sơ cấp thì chúng ta đã biết cái cụm từ gì ạ? 바람 부르다. 아, 바람 부르다. Hoặc là gì ạ? À, hoặc là 바람 분다, đúng không? Đó là gì? Gió thổi. Thế thì đáp án sẽ là câu số 2, 붑니다. Được chưa? Tiếp theo câu số 40 đến 42 ạ. 다음을 읽고 맞지 않는 것을 고르십시오. Hãy đọc cái nội dung dưới đây và chọn cái câu 맞지 않는다. Cái câu không đúng các bạn ơi. Người ta lưu các bạn lưu ý là gì ạ? Người ta đã gạch chân cho mình rồi. Cái cụm mà 맞지 않는다 rồi. Mà bạn nào mà còn chọn cái câu đúng thì là hoàn toàn sai nhá. Rồi 40 một cái bảng biểu gì đây ạ? Ờ, 수영. 수영 20 thì sao? Bơi này. 민수 씨와 점심 약속. Ờ, đây là cái lịch trình của cái bạn nào đấy đúng không? Có hẹn ăn trưa với bạn Minsu. Và 22, ngày 22 là thứ tư. Từ chủ nhật, từ thứ hai này cho đến chủ nhật này.
Đó. Thứ tư thì sao? Shopping, mua sắm. 23 là suyong, lại bơi tiếp. Và 24, kum yoil, là lại làm gì đây ạ? Thùng sinh 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 nhật em. Và miyong siwa, thừng san, leo núi với bạn miyong. Thì chúng ta xem nào. Kum yoil minsu si rin, gặp các bạn minsu vào sao? Gặp bạn minsu vào thứ sáu. Minsu thứ sáu, xem thứ sáu nào. Kum xem luôn, không phải đúng không? Thứ sáu là có cái gì ạ? Có thùng sen sen nghìn, có sinh nhật em rồi. Thế thì câu 1 chúng ta thấy là đã sai luôn rồi đúng không? Ừ, rồi dịch các câu còn lại nhá. Chumare miyong chiwa sanne gamida, cuối tuần thì đi leo núi với các bạn miyong. Mặt trời ở thoyoin là cuối tuần rồi. In chuire du bon suyong gamida, một tuần thì bơi 2 lần. Mặt trời ở bơi vào world và một đúng không, vào thứ hai và thứ năm rồi. Tiếp theo ạ. 7월 21, 22일에 쇼핑을 합니다. Sao đi mua sắm vào ngày bao nhiêu đây? Các bạn nhìn này, 22, đúng ngày 22 tháng 10 đúng không? Đây là của toàn bộ tháng 10 này, 7월. Đó, thế thì câu số 4 cũng đúng. Chà, tiếp theo câu số 41 ạ. Chúng ta đọc nội dung nhá, đây là một cái tin nhắn. Michael C, Michael. 미안해요. Xin lỗi. 제가 도서관에 있어서 전화를 못 받았습니다. 못 받았어요. Vì mình ở xa, vì mình ở th图书馆, ở thư viện nên là mình không thể nhận điện thoại được. 못 받았어요. 10분 후에 전화할게요. 10 phút sau thì mình sẽ gọi điện lại. Chà, xem nào. 민수 씨는 도서관에 있습니다. Bạn 민수 thì ở thư viện. Đúng đúng không ạ? Đúng. Và Michael 씨는 도서관에 올 겁니다. Bạn ấy sẽ đến thư viện. Bạn Michael sẽ đến thư viện phải không ạ? Không, không phải nói gì về nội dung này đúng không? 민수 씨는 10분 후에 전화할 겁니다. 10 phút sau sẽ gọi điện. Đúng rồi. 10분 후에 전화할게요. Bạn nói là gì? 10 phút sau tôi sẽ gọi điện cho cậu. Michael 씨는 민수 씨에게 전화를 했습니다. Bạn Michael đã gọi điện thoại cho bạn 민수. Đúng rồi, nhưng mà bạn ấy ở 도서관에서 도서관에 있어서 전화 못 받았어요. Tại vì sao? Bạn ấy đang ở thư viện nên là bạn ấy không thể nghe điện thoại được. Đúng không? Tiếp tục câu số 42 ạ. Câu số 42 nào. Hạnh phúc giáo lý cố sĩ. Cái lớp học nấu ăn. Hạnh phúc đấy ạ. 아이와 엄마, 아빠가 함께 맛있는 음식을 만들어요. Hãy cùng làm những cái món ăn ngon cùng với bố mẹ và con cái. Inci là gì ạ? Cái thời gian. Mê chu là gì ạ? Hàng tuần, chú mà ta. Toyoil, yon si, 10 giờ thứ bảy hàng tuần. Chẳng số địa điểm là gì ạ? Hạnh phúc giáo lý học quân. Cái học quân là gì ạ? Học quân nó là cái trung tâm các bạn nhé. Bạn lưu ý học quân là trung tâm. Ví dụ trung tâm Hàn Quốc có học quân. Trung tâm tiếng Hàn. Hàn không phải là Hàn Quốc có học kêu trường học tiếng Hàn nhé. Phải là từ học quân. Và giáo lý cái món nấu là món gì ạ? Hùn cô kì. Món thịt nướng. Tham gia bị cái phí là gì? Ai 8,000 won. Bé trẻ thì là gì ạ? 8.000 won. Và ở đây người lớn thì là gì ạ? 10 won, 10.000 won. Coffee và juice은 드립니다. Sẽ mời mọi người cà phê và nước trái cây, nghĩa là gì ạ? Miễn phí đó. Coffee và juice은 드립니다. 엄마는 10 won을 냅니다. Mẹ thì sẽ phải trả 10.000 won. Đúng không ạ? Đúng đúng không? Rồi. Coffee và juice도 같이 만듭니다. Sẽ làm gì? Sẽ làm cà phê và juice. Không phải cà phê và juice thì họ sẽ service cho, sẽ cho, chứ không phải là làm. 요리. Thế thì câu số 2 đã là câu sai luôn rồi đúng không? 요리 고실은 토요일마다 있습니다. Cái lớp học nấu ăn thì có vào thứ bảy hàng tuần. 맞아요. 10시, 10 giờ. 부모하고 아이가 불고기를 만듭니다. Bố mẹ và con cái sẽ cùng nhau làm món 불고기. 맞아요. 요리. Có cái món ăn đây là gì ạ? 불고기. Các bạn nhìn thấy nhá. 불고기. 자, tiếp theo câu số 43. Từ 43 đến 45 nội dung là gì ạ? 다음에 내용과 같은 것을 고르시죠. Hãy lựa chọn cái nội dung đúng với cái đoạn văn dưới đây. 43 nào. 저는 그림을 배웁니다. Tôi học vẽ tranh. 주말마다 공원에 가서 그림을 그립니다. Cuối tuần thì ra mùa mùa khá so dịch từ ngữ pháp mùa mùa khá so này thì tôi đến công viên và vẽ tranh. 가끔 là chỉ là cái trạng từ thỉnh thoảng. 가끔 어머니와 미술관에 가서 구경을
Thỉnh thoảng thì sao, đi đến bảo tàng mỹ thuật cùng với mẹ để ngắm ngắm Fuyong, ngắm tranh. Chúng ta cụm từ Fuyong ta là ngắm nhé, ngắm phong cảnh hoặc ngắm tranh. Rồi, 저는 어머니와 공원에 갑니다. Tôi đi đến công viên cùng với mẹ. 아니야, không phải ạ. 어머니는 그림 공부를 합니다. Mẹ thì học vẽ tranh, có phải không ạ? Cũng không đúng không? 저는 공원에서 그림을 그립니다. Tôi vẽ tranh ở công viên. 맞아요. 주말마다 공원에 가서 그림을 그려요. 그립니다. 어머니는 혼자 미술관에 갑니다. 매일 đến đó 혼자 아니고 저와 함께 đi cùng với tôi đúng không ạ? Rồi đáp án sẽ là đáp án số số 3 nhé. 공원에서 그림을 그립니다. Tiếp tục 44 ạ. 오늘 저녁에 손님이 옵니다. Tối nay thì có khách đến, 손님이 옵니다. 그래서 아침에 꽃도 사고 씻고 청소했습니다. Vì vậy thì sao? Thì đã dịch từ cái vế ngữ pháp đầu tiên thế này. Đã mua hoa, tôi cũng đã mua hoa và cũng đã dọn dẹp nhà. Đó, 청소했습니다. 회사에 끝나면 집에 일찍 가서 음식을 준비한 겁니다. Khi mà tan làm ở công ty thì sao? Tan làm ở công ty thì tôi về nhà sớm và chuẩn bị đồ ăn. Tôi sẽ về nhà sớm và chuẩn bị đồ ăn. Vậy thì câu 44 ạ, 44. 저녁에 청소를 할 겁니다. Tối thì mới청소 ấy. 저녁 아니고 아침에, buổi sáng và buổi sáng cơ. 손님과 저녁을 먹을 겁니다. Tôi sẽ ăn tối cùng với khách. 맞죠? 맞아요. 저녁에 손님 와서 같이 식사할 겁니다. 할 겁니다. Buổi tối thì khách đến và sẽ cùng nhau ăn uống, cùng nhau ăn tối. 음식을 벌써 준비했습니다. 다 준비 완료. 아니야, không phải 아. 퇴근하면, 내가 계속 말한 việc ấy. 퇴근하면 집에 가서 음식은 만들려고요. Định về nhà mới nấu ăn cơ. Làm việc xong đi về nhà và nấu ăn. 45 ạ. À. Ừ. 저는 마음이 아프고 힘들 때 친구를 만납니다. 저는 là gì ạ? Tôi mỗi khi mà sao ạ? Mỗi khi mà đau lòng, đau khổ, mami akuda, mỗi khi buồn lòng, mỗi khi đau lòng hoặc là mỗi khi vất vả thì tôi sẽ gặp bạn, thì tôi gặp bạn này. 친구를 만나서 제 생각을 친구에게 이야기합니다. Sao? 야, 친구를 만나서 gặp bạn xong rồi thì sao ạ? Rồi thì nói cho bạn, mùa mùa, nugu han, 친구에게 얘기합니다, 이야기합니다. Tôi nói cho bạn những cái suy nghĩ của mình. 그러면 vậy thì 기분이 좋고 즐겁니다. Vậy thì tôi sẽ thấy 기분이 좋고, tôi sẽ tâm trạng vui vẻ và thoải mái hơn, tâm trạng tốt hơn và vui vẻ hơn. Rồi, cho nên tất cả đều là cho nên chúng ta bỏ qua nhé. 친구의 이야기를 잘 듣습니다. Tôi nghe, tôi rất là biết lắng nghe bạn bè, tôi rất biết lắng nghe những câu chuyện của bạn. Không phải, mà đây là gì? Bạn đang lắng nghe tôi. 친구를 만나면 마음이 아픕니다. Nếu mà gặp bạn thì đau lòng. 아니, 기분이 좋은데 친구를 만납니다. 기분이 좋은데 아니고 기분이 상할 때, khi mà tâm trạng cảm thấy vui vẻ hoặc là 기분이 안 좋은데, 기분이 나쁜데. Rồi, h힘들 때 친구와 이야기를 합니다. Khi mà vất vả, khi mà mệt mỏi thì nói chuyện với bạn. Đúng rồi, phải là câu số 4 nhé. 46 đến 48 ạ. 다음을 읽고 중심 생각을 고르시죠. Chúng ta hãy đọc nội dung dưới đây và chọn cái ý chính ạ. 46 nhé. 저는 아이들에게 가방을 만들어 준 겁니다. 줍니다. Tôi sao? Tôi làm cặp, tôi làm cái cặp và cho bọn trẻ. 다른 사람에게도 자주 가방 만들어서 선물합니다. Và tôi cũng hay thường, 자주 tôi thường xuyên làm cái cặp và cho người khác. 가방 만들기는 어렵지만 재밌습니다. Cái việc mà làm cái cặp, làm cái ba lô thì sao? Thì khó nhưng mà rất là thú vị. Rồi, tất cả đều là cho nên này. 가방 만들기가 어렵습니다. Cái việc làm cặp thì khó. 가방 만들기는 좋아합니다. Thích làm cặp.
đúng rồi, làm khó nhưng mà cái ý chính ở đây là gì ạ? Làm khó nhưng mà tôi thích và tôi làm cho mọi người. Câu 2 đã là hợp lý rồi này. Khá đơn giản lắm quá, khá bằng hoàn thân mình đã làm cả cùng người khác ở nhỉ. Ai thường để cái khả bằng ấn cho mua đâm mì ta. À, tôi sao tôi tặng quà, tôi tặng quà là cặp cho bọn trẻ đều là đúng đúng không? Nhưng mà cái ý chính là gì ạ? Là cái việc mà tôi yêu thích, ở đây nó liên quan đến cái gì, cái chimmy, cái sở thích của tôi. 47 ạ. 친구가 다리가 아파서 수업에 못 왔습니다. Sao bạn, chủ ngữ chính là bạn nhé. Vì là sao? Vì là bạn đau chân. Vì là bạn đau chân nên là không thể đến tiết học, không thể tham gia tiết học, không thể đến lớp học. 저는 오후에 친구에게 숙제를 말해준 겁니다. Buổi chiều thì sao? Tôi sẽ nói cho bạn về bài tập. Tôi sẽ nói bài tập cho bạn. 내일은 친구 집에 가서 함께 학교에 가려고 합니다. Mai sao tôi sẽ đến nhà bạn, 친구 집에 가서 và sẽ dự định là cùng nhau đi đến trường. 으려고 하다, định làm cái gì đúng không? 저는 rồi, tất cả đều là 저는 친구를 도와준 겁니다. Tôi sẽ giúp đỡ bạn bè. Tôi sẽ giúp đỡ bạn. Hay là 친구와 살고 싶습니다. Tôi cũng muốn sống cùng bạn, không phải. 집에서 숙제를 할 겁니다. Sẽ làm bài tập ở nhà bạn không? 보통 친구와 같이 학교에 갑니다. Thường đi đến trường của bạn. Không ai nói đến đúng không? Vì bạn đang bị đau chân nên là tôi đến và tôi cùng bạn đến trường. Vậy thì cái nội dung chính là gì ạ? Tôi sẽ giúp đỡ bạn. 친구를 도와준 겁니다. 48 ạ. 형은 어린데 조용하고 말이 없었습니다. Anh trai, 형, một người con trai, cậu một người con trai. Một người con trai, cậu một người con trai hơn tuổi là anh. Chúng ta dùng cái từ 형. Sao khi còn nhỏ thì rất là ít nói, rất là yên tĩnh, rất là yên lặng, im lặng và ít nói. 그리고 혼자 있는 것을 좋아했습니다. Và gì? Anh đã thích cái việc mà ở mình, anh thích cả một thể mình. 그런데, nhưng mà 지금은 재미있는 말도 많고 하고 사람들도 자주 만납니다. Nhưng mà bây giờ thì anh sao? Bây giờ thì anh cũng hay nói nhiều những câu chuyện thú vị này và sao? Và cũng thường xuyên gặp gỡ mọi người. Rồi thì chúng ta xem 48 nào. 형은 옛날과 많이 다릅니다. Anh thì khác nhiều so với cả 옛날. Chúng ta có từ 옛날 là gì? Là trước đây. Hợp lý đúng không? Câu này hợp lý đã. Rồi chúng ta chấm ở đây nhé. Câu tiếp theo ạ. 요즘 말은 잘 안 합니다. Sau này thì anh không nói chuyện nhiều không? 재미는 말 많도 많이 하고 hay nói nhiều mà. 재미있는 이야기를 못 합니다. Không thể nói những cái câu chuyện thú vị. 아니야, không phải. 옛날에 사람들을 자주 만났습니다. Trước đây thì thường gặp được mọi người. Không, trước đây thì thích ở mình cơ. 혼자 있고 싶어 했어요. Trước đây thì đã thích ở mình hơn cơ. Rồi 49 đến 50 ạ. 밤을 잊고 물음에 답하십시오. 자, 라이 거 허. 딱 봐, 자, 라이 거 허. 야, 각. 2점. 뭐 가라, 하이 điểm. 뭐 고라, 하이 điểm. 학교 앞에 새 카페가 문을 열었습니다. 슉, 중, 학교 앞에. 거, 뭐, 뭐, 가이, 관, 카페, 뭐이, 새 카페. 이 카페는, 점, 점, 점. Ở cái quán cà phê này sao? Để mà làm được câu này thì chúng ta phải đọc câu bên dưới nhé. 손님이 마시고 싶은 차를 준비해서 마시고 컵도 직접 씻습니다. Khách hứa thì sao? Khách thì tự chuẩn bị những cái loại trà mà họ muốn uống và sao? Và cũng tự rửa cái cốc mà họ đã uống nhé. Thế thì chúng ta xem câu 49 câu nào. 손님이 별로 없습니다. Không có khách mấy. Không phù hợp đúng không? 친절한 직원이 있습니다. Có những cái người nhân viên thân thiện. Không. 일하는 사람이 없습니다. Không có người làm việc. Hay là 주인이 차를 직접 만듭니다. Chủ thì trực tiếp làm trà, trực tiếp pha trà. Không phải, tại vì về sau bảo là gì? Khách thì trực tiếp pha trà, trực tiếp rửa cốc. Thế thì vậy là gì ạ? Đúng rồi, không có người làm việc. Nó phải là câu số 3. 일하는 사람이 없습니다. 그래서 손님이 직접 했습니다. Không có người làm nên là khách đã trực tiếp làm, được chưa? Rồi, tiếp tục nhé. 차를 마신 후에, sau khi mà uống trà này ra, 차 값은 돈 넣은 곳에 내면 됩니다. Thì chỉ cần cho tiền vào cái nơi để tiền này là được.
이 카페는 아, 그 관 카페네이사. 편하게 오래 앉아 있을 수 있고 값도 사서 인기가 많습니다. 비사. 미국 đến ngồi đây lâu thoải mái và giá cũng rẻ nên là rất là được nhiều người yêu thích. 인기가 많습니다. Vậy xem câu số 50 nào. 이 카페는 오래 되었습니다. Cái quán này thì lâu rồi. 아니, 새 카페 nhá, quán cà phê mới. 카페 차값은 사지 않습니다. Không rẻ, sai. 손님이 차는 주문하고 기다립니다. Khách thì gọi trả và chờ, không phải tự làm. 이 카페는 편해서 사람들이 좋아합니다. Ở cái quán cà phê này thì tiện lợi nên là mọi người rất là thích. Đúng rồi, nó phải là câu số 4 đúng không ạ? Ừ, 잘했습니다. Thank you.